Chào ông bà cô chú và tất cả các bạn đang xem trên kênh An Nhỏ Miền Quê. Thì bữa hôm nay gia đình của mình rất là vui mừng khi ngôi nhà chính của mình thì được quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Mình cũng sắp hoàn thiện, tại vì bữa trước thì nhóm thợ anh Phong mình cũng đã chia tay và phần còn lại thì cha và anh Nhân làm. Nhưng mà do bữa giờ trời mưa nên mé ngoài mình sơn chưa có được. Và mình sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất. Còn bữa hôm nay niềm vui tiếp tục nữa là gia đình của mình được cô Lệ Hoa giúp đỡ để xây thêm nhà vệ sinh ở phía sau phòng ngủ. Thì lúc trước nhà vệ sinh của mình cũng có nhà vệ sinh, nhưng mà do là ở xa nhà, trời mưa mà mình đi dòng ra thì bị ướt và nhà vệ sinh lập sập, không có được gọn gàng sạch sẽ. Thì bữa nay được sự giúp đỡ của cô Lệ Hoa cho gia đình của mình là 7 triệu để làm nhà vệ sinh. Và bác ở Canada cho mình thêm 3 triệu để mình mua bồn cầu, bồn rửa mặt và vòi sen. Thì một người ông ở bên Mỹ là ba của cô Lệ biết được và cũng giúp đỡ cho gia đình của mình là 4 triệu 500 ngàn để mình gắn cái bồn nước ở trên cao. Và mình xây cái chân để mình đưa cái bồn lên á. Thì ông đã giúp đỡ cho gia đình của mình. Tổng cộng của cô Lệ Hoa, bác ở Canada và ông ở Mỹ là 14 triệu 500 ngàn để giúp đỡ cho gia đình mình làm một cái nhà vệ sinh hoàn thiện và khang trang sạch sẽ. Thì đây là số tiền 14 triệu 500 ngàn mà cô của cô bác và người ông đã giúp đỡ cho mình. Dạ con xin chào bác ạ. Em chào chị Lệ Hoa, em chào anh ở Canada. Được sự giúp đỡ của bác với chị với anh ở Canada, em mừng lắm. Em được số tiền này để em xây nhà vệ sinh á, nó được gần ở trong nhà, không phải đi vòng ra bên ngoài nữa. Em rất biết ơn ạ. Em con xin cảm ơn bác rất nhiều. Cảm ơn chị, cảm ơn anh. Và con xin chúc bác được dồi dào sức khỏe, chúc anh chị được dồi dào sức khỏe, thành đạt trong mọi lĩnh vực. Con xin chào bác, chào chị và em chào anh. Dạ con cũng xin chào bác, chào chị Lệ Hoa và anh ở Canada. Thì hôm nay thì con cũng xin thay mặt cho gia đình có lời cảm ơn đến bác, đến chị Lệ Hoa và anh ở Canada đã thương yêu và giúp đỡ cho gia đình của con có được một cái nhà vệ sinh thật là hoàn chỉnh, thoáng mát và sạch sẽ. Thì con cũng không biết nói gì hơn, con xin chúc bác, chị Lệ Hoa và anh ở Canada được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc ạ. Dạ con xin chào bác và chị Lệ Hoa và anh ở Canada. Được sự giúp đỡ của ông, của cô, của bác thì con rất là vui mừng khi ngôi nhà của con cũng được quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Giờ đến cái nhà vệ sinh thì gia đình của con vô cùng biết ơn quý Mạnh Thường Quân đã quan tâm, yêu thương và đồng hành với kênh An Nhỏ Miền Quê trong suốt thời gian qua. Thì con không biết nói gì hơn ngoài những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho ông, cho cô, cho bác và quý Mạnh Thường Quân, những người đã quan tâm và theo dõi kênh An Nhỏ Miền Quê. Thì con xin mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng đến cửa hàng của chú Phước để mình mua vật tư về xây nhà vệ sinh. Xin chào ông bà cô chú và tất cả các bạn. Thì bữa hôm nay gia đình của mình đến cửa hàng của chú Phước để mình mua gạch, mua bồn cầu lavabo qua bồn rửa mặt á. Thì giờ con xin mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng vô cửa hàng của chú để mình lựa gạch, lựa đồ. Đi nè, đi chị Hồng. Wow, dữ, dữ vô, xài, lấy
Thấy cái mẫu đó đẹp á mẹ. Cái gạch đó là 90 ngàn một mét vuông. Anh lấy này 90 hả? Giờ mình đi vô bên trong cửa hàng của chú Phước để mình mua gạch dán. Mẹ lựa gạch dán đi mẹ. Con nai đẹp quá ha. Con cũng chịu con nai đó nữa mẹ. Con thấy nhìn nó sang. Cái này một thùng nó 7 viên, nó 85 ngàn thùng. 7 viên là được mét không cô? 9 tấc mấy ạ, mét yếu. Dạ. Vậy à. Là 30 45. Vậy mình lấy con nai đó đi mẹ ơi. Mẹ cũng thích nai này nè. Con thấy là con chịu ngay cái mới đập vào mắt luôn á. Lần đầu đập vào mắt là chịu cái con nai đó liền á. Nai này đẹp hả chị? Dạ. Vậy mình qua mình lựa bồn rửa mặt với bồn cầu đi mẹ. Lấy bộ này nha. Dạ. Cô để riêng giùm con đi. Vô cổ chỗ của cô bán quá trời luôn là mình nhiều mẫu quá. Lựa đã luôn. Dạ. Cái loại này nhiêu chị ha? Cái này còn xả là con cũng này. Còn có này loại 31. Chắc em mua loại rẻ rẻ là chơi. Có còn khó lượng chị mấy nè. Mua cái loại đi ngay tay mẹ cầm á con thấy được á. Thấy cái này loại này xài bền không chị? Dạ bền. Cái này của cô Sunny nè, cái men này nó bóng. Dạ. Dạ. Chừ 7-50 mà chưa có dồi phải không cô? Không nói vậy nó có dồi, nó dây dẫn vậy là cái em gắn dẫn vô à? Dạ. Đây nó có nút nhấn nè, nó hay nhấn. Rồi mình nhấn nó kìa. Dạ. Xả từ từ không chị ha, trên đập xuống cái đầm luôn. Còn cái lấy nó xài ngon rồi. Bồn cầu này là 1.750.000 mà mình phải mua thêm một cái dồi xịt nữa. Dồi xịt nhiêu tiền nữa cô? Xịt dây xích nhựa. Xịt dây nhựa. 160. Vậy để hồi qua coi cái đó riêng nha. Tại nhiều loại quá để hồi nữa em coi. Cái này đang lại nhiêu chị? 320. Vậy 320 mình còn phải mua cái dầu nhựa nữa mẹ. Dạ 100 ngàn. Vậy cô lấy cho con cái bồn đó đi. Với một cái dầu nhựa nữa mình qua lựa dầu nhựa. Cái dầu nhựa bên kia em quăng mấy cái. Dạ. Bên kia. Bây giờ mình mua cái tấm kính mình để lên. Kính ở đây hả? Đúng rồi mẹ. Vậy kính này có mấy loại vậy chị? Kính kiến. Từ 250, còn vàng mới 160 nè. Dạ, nhưng mà nó cũng có phụ tùng là giống như để về cái miếng răng này bằng cái này á, đi đốc 304 mình xài nước mặn không bị xét. Dạ. Lấy cái này nè. Đem lấy cái này để mình gắn lên nhà tắm mình phơi đồ đồ á, mình treo đồ chứ. Cái này mình mén cái này mình đóng ở ngoài, mình nốt bảo hiểm mình mén lên cũng được nữa. Dạ. Nặng đi. Cái đó sắt ở cái lưỡi nó dày.
chỗ hàng cao cấp giá phải từ 200 ngàn trở lên. Ở đây cô có cái này giò thì cô giò nhôm hả? Ở giò thì nắp hả? Cái này thì nắp. Vậy là chưa có giò xăng nhựa, để giò xăng nhựa thì mình mua sao? Vậy giờ mình ra mình tính tiền. Cô đang dẫn mình lên lầu để mình xem tranh với xem những đồ của cô bán ở đây. Cửa hàng cô quá trời lớn luôn. Mấy chị em mình cũng ham quá, giờ đi lên coi. Thích bức tranh này nè chị hả? Ừ, bức tranh này đẹp á. Nhưng mấy bức tranh này đẹp kìa chứ. Nhựa này nhiêu cô? 1,750 triệu. Dạ, nhựa sân hàng 1,750 triệu. Thì cô nói mình là cái dùng mình bị nước mặn á, mình sử dụng bồn nhựa thì nó sẽ tốt hơn. Bồn nhựa này là 3 lớp hả cô? Ừ, nhựa 3 lớp. Nó có lớp nhựa chấm cái trực tiếp, mình đựng nước mình xài để ngoài nắng không có bị hôi mũ. Dạ. Vậy là cô lấy cho con cái bình này luôn đi cô. Mình mua của chú Phước hết 7,003,000. Ê, 7,003,000 nha. Mua số 7,000 đi lấy 3,000 nữa. Nghiệp con quá. Cái bồn nhựa 500 lít nằm của mình là 1,850,000. Cầu xả Konasi là 1,750. Labo Thiên Thanh là 320,000. Rồi labo nhựa 100. Móc dẹp 101. Bộ xả đục nhựa 103. Nắp là nắp bồn cầu là 120. Còn cái này là gạch. Gạch thì cái này là gạch gì chị? 36 viên này nè. Gạch lót nền. Gạch nền 290. Còn cái này là gạch chống tường. Gạch tường là gạch viền á là 595. Còn đó là cái thân. Cái thân là cái thân ở dưới á. Cũng một giá tiền. Là 1,275,000 cũng như cái cục viền ở trên, còn ở dưới là mình có mấy cái cục mình đưa lên xong mới tới cái viền đó. Thì dây dẫn nước là 34,000, một xịt vệ sinh là 160, một ký ron là 24,000, gãy kiến 120, sơn trắng là 120 nữa, tổng cộng là 7,003,000. Clip của mình cũng đã hết rồi. Tôi xin mời ông bà cô chú và tất cả các bạn đón xem tập tiếp theo vào ngày mai.